Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp với tổ trưởng các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Tại phiên họp, tổ trưởng các tổ báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, trao đổi một số vấn đề cần tập trung thảo luận chất vấn tại kỳ họp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10. Qua ngày báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của các tổ đại biểu. Đồng thời đề nghị từ nay đến kỳ họp cuối năm, các tổ đại biểu tiếp tục làm việc với Ủy ban nhân dân các quận huyện, các đơn vị liên quan để rà soát, đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm và dự kiến phương hướng năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, các tổ đại biểu tiếp tục nghiên cứu, phân công các thành viên chất vấn. Đại biểu tham gia chất vấn phải nắm rõ nội dung để tiếp tục truy vấn sau chất vấn, từ đó làm rõ nội dung, trách nhiệm của sở ngành, đơn vị liên quan.